Đi đi. Ui, bắn lên được, bắn lên được. Đi lên. Ai ơi. Dặn nhá, nó hút nhá. Ui, mắt đỏ kìa. Mày mắt đỏ nó. Ôi ôi, bay nó. Ôi ôi, nó chạy như ngựa ấy. Nhanh nhá. Ôi ôi. Ây ôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là những sản phẩm mà anh em mình đã săn bắt và hái lượm được. Đây là cao chăn và cao rắn hổ mang, có tác dụng là chữa bệnh đau xương khớp cho người già cũng như là tất cả mọi lứa tuổi, cũng như là bồi bổ sức khỏe cho những người ốm dậy. Còn đây là mật ong khoái, đây là sư phụ và anh em mình bắt được ở trên rừng nhé. Còn đây là mỡ chăn và mỡ rắn, mỡ chăn và mỡ rắn này có tác dụng về chữa bỏng cũng như là da bị nứt lẻ và những phụ nữ sau khi sinh bị giãn da. Còn đây là lấm linh chi hay gọi là lấm lim mà anh em mình tự hái ở trên rừng về sấy khô để gửi tất cả mọi người để chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư cũng như là kìm chế lại những tế bào ung thư. Mọi người mà liên hệ cho mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho anh em mình để số điện thoại ở trên màn hình nhé. Ôi trời ơi, anh Tài sao đi? Tài làm sao? Nó hút à? Thôi rồi. Đá vào đầu bụng. Nó hút à? Trời mẹ, nó đá. Đi cho lên biển. Ôi trời, kiểu kinh nhéo mất rồi. Anh định vào túng cái tay nó mà. Kéo đi được à? Cho. Ui trời ơi. Đừng đi đây. Nó mất rồi. Kéo đi được, bay. Quậy quậy quậy. Chết rồi. Ôi nó chạy, nó mất rồi đấy. Không. Chết rồi, bay. Ui, sao tìm bên kia rồi? Mày gọi cho bỏ hết ngực rồi. Mày gọi cho hai anh em đi. Chết rồi. Anh em đang tìm thấy nhỉ, ngồi nghỉ đi. Ui dồi, bắt lộn rồi. Ông cầm cây mà đập lao làm gì? Sao rồi, thấy nào sao rồi? Tôi chạy xa rồi, bên lên kia rồi. Ui, để em chạy xuống xem rồi. Không biết lợn nó mất rồi. Không. Đây đang gọi nó mất rồi, chạy nó mất rồi. Alo. Sư tư phụ đang ở đâu ấy? Sao, có vấn đề gì? Đang săn ở cánh rừng nó, đi vào cái cánh rừng thông quân mà hôm nọ thả mấy cái bẫy trốn ấy, nhanh lên. Anh Toàn ấy bị lợn rùng hút vào ngực coi. Nhìn đây nhá. Hả? Khi đi đâu ấy? Chia ra tìm đi. Nó chui đấy đây. Đi lên xem. Chạy thẳng lên đấy xem. Kìa đây nè, lên bồi kìa, lên bồi ơi. Nhìn lên đây, nhìn chạy ơi. Đâu ơi. Ui dồi. Ui. Đâu rồi em ơi? Đâu rồi? Mất rồi à? To không? To lắm. Con lợn to lắm. Hả?
chạy vào đâu rồi? Lấy gì chạy đây à? Đâu? Chết rồi, cháu Vion lên đường kia rồi. Đây ơi! Nó đi rồi! Ôi dồi ôi! Mẹ mà trông như con gấu đen này á! Đi! Ui! Bắt lên được! Đi đây! Ai rồi? Ôi! Đàn đâu? Kìa! Tàn vào lúc bắt rồi vào vực. Con này trông bị con gấu điện này á. Nó phá tan cái bẫy ra này anh thả. Lừa mẹ xuống đạp kia. Lừa kia đi. Kìa. Ê! Nó chạy. Ui, mẹ con này chạy như là. Lượn đập kia. Lượn. Ôi, tụi mày lại núp đấy. Chặn đâu là Quỳnh chặn đâu trên đấy. Đây xuống đây trên này. Ui, mẹ con bắt đầu sống đi. Ôi! Mẹ con này ghê thật. Mọi người cẩn thận nhá, nó hút nhá. Ui mắt đỏ kìa. Mày mắt đỏ không? Bố nó phá tan ít cơ bẫy rồi anh ạ. Chua. Ai ấy nó xuống. Nó xuống đây, nó không chạy được. Nó đã xuống đi. Đấy, nó đang lùi xuống đấy. Xuống nước kìa. Nhắn nó xuống, cho nó xuống đấy. Ui, cẩn thận đi. Đâu rồi mày? Mày nghe mày. Kìa. Ui, cẩn thận. Ui, kìa kìa. Ui, kìa kìa. Ui, bay nó. Ôi trời ơi, nó chạy như ngựa ấy. Nhanh nhé. Ôi trời ơi. Ây ôi. Lên. Đâu lại. Từ từ. Em con này mới phá bẫy ra chỉ tầm 1-2 tiếng anh em mình đi thăm thôi. Để dừng ấy. Canh nó. Mày không chịu được. Nó ra từ cơ đêm rồi. Bẫy gì kia nát nhỉ? Bây giờ phải. Anh có cầm dây không? Dây vứt đi kia. Vứt ở chỗ xe máy à? Mẹ tí luôn chết. Kìa, dậy ra đi. Đưa lại cầm nha. Nên anh em mình sẽ phải tắt máy đi để bắt đã. Khi nào không chiếu nó xong mình quay tiếp cho mọi người xem nhé. Tắt đi. Cái hồn con này. Ui, cuộc tạm vào đấy anh em nghỉ ngơi tí xong rồi. Không lấy đi cả. Đó thôi, đúng rồi nhá. Thật sự là mệt đâu. Quá là mệt với con này mọi người ạ. Mệt gì. Được hàng sướng của sư ấy mệt. Nhưng mà mệt thật.
mệt. Đây mọi người đang thì cột vào gốc cây kia. Đây. Nằm hết ra. May quá có anh em đến chứ không gì. Bây giờ anh toàn đi vào xem ngực anh có bị tím không? Cơ bắt hụt một chân sau nó đá phát được đến kêu cái éo mất rồi. Đỡ chưa hả Toàn đây? Đỡ rồi, hơi tức tức nữa. May cho anh là cơ anh vồ đi vồ đầu làm gì? Xong nó luồn một phát ra là vồ chân mất nó đá éo mất. Con này chỉ lừa là lùa đuôi thôi. May nó còn nợ, nó còn ngựa đá rồi thì tung mõm. Con ngựa quá. Thái. Giờ con này anh em mình ngồi tí rồi. Xong rồi tí anh em mình chuyển nó về đây mọi người. Con đã có thành quả rồi. Nhưng mà bây giờ mình không quay được trực tiếp cho mọi người xem cách bắt nó như thế nào. Thì mọi người mà muốn ăn thịt lợn rừng thì cứ alo cho anh em như mình nhé. Mệt quá, nói không ra gì nữa. Cái video của anh em mình xin tạm dừng tay, mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh giúp cho anh Đại cũng như toàn thể nhau trong Teo Sa Mất ở thuộc vùng cao mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.